Hôm nay là ngày chủ nhật em vô kho khui một ít loa các bác nha. Bởi vì đây là trong loa ở trong kho nên nó hơi bê bối cũng như là nó hơi bẩn một tí. Nên các bác xem video em của em thông cảm nha. Đây là những cặp loa JBL này, hàng bãi của Nhật xịn luôn. Đấy, bác nào mà không muốn xài hàng bờ thì liên hệ cho em để sở hữu những cặp loa JBL này nha. Hàng của Mỹ cũng như là hàng của Đan Mạch xịn này. Để em cất trong kho. Giờ em khui ra để cho các bác xem nha. Đó, những cặp loa cây, loa cổ rất là chất luôn này. Đấy, những cái dòng này dòng chuyên về nghe nhạc nha, bass 20 cũng như là bass đôi cũng có và bass chiếc cũng có. Đây, rất là nhiều loa này. À, này em về cũng cả tuần đấy thôi, hôm nay mới có thời gian khui ra để cho các bác xem tiếp nha. Đấy, những dòng loa này rất là đẹp này, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, anh em xem này. Một loa chép dome này, một loa mic 16 và một loa bass 20 nha. Con này hoàn toàn là nguyên xịn 100% luôn. Điện sẽ khui từ từ ra để cho các bác xem. Ồ, đẹp quá đẹp này các bác này. Tuyệt đẹp luôn nha. Nét căng luôn. Đây cũng là chép dome bass mic 16 và bass 20. Cái con này là MR38 này. Đây MR38 và MR38 nha. Đây này. Đấy, những cái con này thì em sẽ báo giá luôn. MR38 là 4,5 triệu, còn MR308 2 la mã là 5 triệu nha. Đây, đây cũng 2 la mã này. Một cặp của nó luôn. Đó, cặp 4,5 triệu và cặp 5 triệu nha. Những cái con này là hát nhạc vàng, nhạc bolero hàng ngoại rất là hay luôn. Đấy, dòng loa cây loa cột này. Cây ngắn là MR38, còn cây dài là MR308 2 la mã nha. Đây, tiếp theo nè. Em quay cho các bác xem cặp này rất là khủng khiếp luôn. Đây là trong kho nha, trong kho em khui ra. Em khui ra cho các bác xem luôn. Nó hơi bẩn một tí, cũng như là nó hơi rất là bê bối nha. Đây là một cây rất là tuyệt vời này, đẹp kinh khủng luôn. Ồ, quá trời đẹp rồi. JBL bát là bát 22 luôn này. Còn này bát đánh rất là sâu nha. Mít là mít 12, một loa chép siêu dom luôn. Và anh em lưu ý nha, cái cặp này thì riêng cái cặp này thì nó có một cái lớp mút này. Cái lớp mút này á, thì nó đang phân hủy theo thời gian, cái này nó hơi xấu này. Nó bác nào về mà không có quan trọng về hình thức xấu ở trong thì để như vậy. Còn mình bác nào mà muốn đẹp thì mình cạo cái lớp này ra để cho nó đẹp nha. Đó, đồ nó zin xịn luôn. Con này là model là LA800 MK 2 la mã này. Mắt in đen mắt này, hàng của Đan Mạch nha. Đó, anh em xem này. Cực kỳ nét luôn, cái con cặp này cực kỳ đẹp luôn này. Một lỗ thở thông hơi rất là to nằm ở phía sau. Đấy, anh em xem cái lỗ thông hơi của nó này. Cực kỳ to luôn. Đấy, to rất là to nha. Lỗ này này. Cực kỳ to. Tình trạng của nó đẹp xuất sắc luôn. Thùng bắt cặn đẹp xuất sắc nha. Đã bắt nó mua thì em sẽ đổi theo cặp cho các bác. Đây, trong đây có một cặp nữa này. Một cặp này tương đối là nặng. Đây, em sẽ khui cái tiếp theo ra. Những cái cặp này cực kỳ là đẹp rồi. Đó, anh em xem đây. Bát của nó đây. Bát nó, cái gân này là đã thay rồi nha. Có nghĩa là cái thay gân này nó thay bên bên Mỹ hoặc là bên Nhật rồi. Đấy. Còn mic bass chép thì đều như nhau, zin như nhau, xịn như nhau nha. Bass của nó là bass 22, trung 12 và loa mic siêu chép dome. Đó, cặp này em có thể hát karaoke gia đình du dương rất là hay. Tiếng là rất là nét nha. Bass của nó em đã thử rồi, test thử rồi. Rất là sâu luôn, mềm như bún như súp vậy đó. Và cái cặp LA800 MK 2 la mã này, em sẽ báo giá luôn nha. Đây là dòng loa cây cột này, màu nó là màu nâu của nho nha. Em thấy màu nó đây. Em nhìn rất là đẹp luôn này, cặp cực kỳ đẹp luôn nha. Thùng cắt còn rất là đẹp. Giá em bán là 8 triệu đồng nha, một cặp loa JBL MK 2 la mã. Đấy, 8 triệu nha. Bác nào mua thì liên hệ cho em này. Tiếp theo đó là một cặp loa JBL J900 2 la mã. Cái cây này em sẽ khui ra để cho anh em xem luôn nha. Con này cũng cực kỳ nét, cực kỳ đẹp luôn này. Toàn là những dòng loa cây đẹp thôi.
Còn những cặp bát này, đây là hàng bát bán của Nhật nha. Bát này là bát 25 này, dòng này dòng chuyên nghe nhạc nha. Đây em về được 3 cặp nữa này. Đấy, bát 25 hàng xịn sò của Nhật luôn. Đây là 3 cặp này, các mua thì em bán rẻ luôn nha. Đó, cái cặp này model của nó đây này. À, nó có ghi những cái ngày tháng thông số này, ngày 8 tháng 10 năm 2017 nha. Tức là 14 năm rồi. Đấy, bát của nó còn nguyên zin nguyên đẹp luôn. Bát 25 nha, màng là màng. Màng này là màng nó có tẩm dầu này, để em xem nó là màng gì đây. Đấy, con này là màng vải luôn này, màng vải tẩm dầu nha. Đó, anh em phải để ý nha. Nhìn rất là xịn sò nha, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đó, nhìn cực kỳ đẹp nha. Bát này bát 25 này, dòng này dòng chuyên nghe nhạc nha. Bát này mua về chơi cháu về nghe nhạc rất là hay. Bán xả cho quát luôn nha. 900 ngàn một cặp. Đấy, 900 ngàn một cặp này. Đấy, cái bát này giá thành như thế này, bác nào không mua thì uổng lắm. 900 ngàn một cặp nha. Em đang có 3 cặp này. Đấy, bát 25 900 ngàn. Còn đây là một cặp loa JBL J900. Đó, một loa chép đôm này, một loa mic 16 và một loa bass 20. Những cái con này là màng carbon hết, còn gân là gân mút này. Tuyệt đẹp luôn. Em phải để ý nha, thùng bát của nó tuyệt đẹp luôn này. Còn về mặt sau của nó đây. Nó ghi model J900M 2 la má này, con này là được sản xuất tại Made in USA. Đó, dòng JBL nha, tại trở kháng là 8 ohm và nó không có ghi công suất nha. Nó không ghi công suất. Cặp này em bán với giá là 5 triệu đồng một cặp này. Đấy, những cái dòng này thì đầy đủ cặp hết. Đầy đủ cặp hết nha, không có thiếu cặp đâu, bởi vì em đã lừa bên Campuchia rất là kỹ rồi. Đầy đủ cặp hết. Đấy, bác nào mua thì em xét nó lựa theo cặp nha, đầy đủ cặp cũng như là lựa giống màu, đẹp như nhau hết cho các bác luôn. Đấy, bởi vì khu kho thì nó ra cái này cái kia đấy, nó không có đi theo cặp được. Như cái cặp MX 1500 này. Ủa, đẹp quá đẹp luôn này. Từ lo bát tới lo chép nó cực kỳ đẹp luôn. Hầu như là cặp nào cũng đẹp nha. Những cái cặp này em chọn lựa rất là kỹ ở bên Campuchia rồi. Nên các bác có thể về chỉ việc nghe thôi, không cần sửa lại cũng như là không cần mông má là gì hết nha. Nên từ những cái chiếc gân em cũng đã thay hết rồi. Bên họ đã thay hết rồi nha. Đây là riêng cặp MX 1500 này, nó sử dụng là chép đôm màng lụa này. Đây một loa mic 10, à một loa là mic 18 nha. Còn loa bát là bát 20. Con này đánh bát rất là đanh luôn này. Tiếng cực kỳ sáng mít giấy nha. Đấy, thùng cực kỳ đẹp, cực kỳ nét luôn nha. Còn đây là phía sau của MX 1500 đây. Con này là Made in Denmark này, hàng của Đan Mạch, trở kháng là 4 ohm. Đó, em đang khui ra được một cặp MX này. MX 1500. Đấy, con này Made in Denmark luôn, trở kháng 4 ohm nha. Hàng đẹp. Đó, em để ý nha, xem nha. Hàng cực kỳ đẹp luôn, một lốt đông hơn là mặt phía trên nha. Thế cái cặp này thì em bán, sẽ bán giá là 4 triệu 500 ngàn một cặp này. Và bác nào mua thì liên hệ cho em này, cặp này đẹp như nhau luôn. Đây lô cây nha, lô cây của JBL 4 triệu 500 ngàn một cặp nha. Đây cái cặp này là cặp LA80 nha. Đó, cực kỳ xịn luôn. Đây là một model NG80. Đó. Đây là J80 nha. Con này xài 2 bát điện 17 hoặc là 18cm luôn này. Ủa, cái con này cực kỳ đẹp nữa này. Quá trời đẹp rồi. Màu là màu đỏ nho nha. Màu đỏ nho luôn. Đây, màu đỏ nho này. À, một loa chép đôm bằng lụa này. Còn một loa mic và hai loa bát điện nha. Đó, cái con này nghe nhạc bá đạo luôn. Tiếng của nó thì cực kỳ nét, cực kỳ hay rồi. Nó anh em xem nha. Những cái dòng này của nó thì bát của nó là bát thật luôn này, không phải bát cộng hưởng nha. Đấy, bát điện, bát thật của nó này. Một loa mic, hai loa bát, một loa chép lụa. Còn phía sau của nó đây. Phía sau của nó là nó ghi một cái model này, NG80. Made in Denmark, hàng của Đan Mạch nữa nha.
khá là 8 ohm luôn. Và đa số là những cái dòng loa Mỹ này họ không có ghi công suất nha. Cùng với là một lỗ thông hơi rất là to nằm ở phía dưới này, còn dính nguyên bụi, dính nguyên bụi của bên Mỹ, bên Nhật luôn nha. Đấy, những cái cặp này không chỉ riêng thị trường Mỹ xài đâu, mà bên Nhật họ bán xài những cái cặp model như thế này nha. Đấy, dính nguyên bộ tay luôn. Đầu loa một tem. Hàng còn rất là mướt luôn này. Đây, cặp này em cũng có bấn đầy đủ cặp nha. Các bác nào mua thì em sẽ lựa theo cặp cho các bác luôn này. Hàng đẹp như nhau, cũng như là đồng màu như nhau hết. Đấy, cái cặp này thì em sẽ bán với giá là 8 triệu đồng một cặp này, NG 80 anh em nha. Đó, cặp này cũng rất là hay, cũng rất như là rất là nổi tiếng rồi. NG 80 giá 8 triệu đồng nha, đầy đủ theo cặp cũng như e căng đầy đủ luôn. Rồi, đây là một cặp nữa nha. Cặp này là LX 800 màu đen. Cái con này tình trạng của nó thì cực kỳ mướt nữa này. Đấy, vừa vui ra. Tình trạng nó đây. Cái con màu đen này đẹp, thật là đẹp luôn. Riêng cái dòng màu đen này là nó không có cái lớp mút như là cái dòng màu đỏ nho nha. Đây là dòng màu đỏ nho này thì nó có một cái lớp mút này, đấy, lớp mút để trang trí đấy. Còn màu đen thì nó không có, đấy, nó trơn luôn. Còn về cấu hình cũng như là loa bát, loa mít, loa chép đều giống nhau nha, đều giống nhau một chiều một vực luôn, không có khác tí nào cả, nó chỉ khác màu thôi. Đấy, hai cái màu này thì em cũng đang bán với giá là đồng giá 8 triệu đồng một cặp nha, màu đen và màu đỏ nho. Đấy, em đã có hai màu đều như nhau hết nha. Đây, cặp loa cây này nhìn ở ngoài rất là to cũng như là rất là nặng luôn. Đây, còn tiếp theo nữa là một model cũng rất là khủng khiếp này. Đây là một model là bass 25 3 đường tiếng, dòng loa cột rất là cao to này, cực kỳ to luôn. Thùng nó rất là đẹp, rất là mướt luôn này. Đó, anh em xem nha, con này cực kỳ đẹp luôn, hàng tuyển chọn nha. Đây, càng nó đem sẽ bóc ra để cho các bác xem này. Đó, đây càng cái bát của nó này, anh em để ý nha, bát là bát 25 luôn. Đó, chung 16 và một loa siêu chép dom. Con này là G1000. Đây, một lỗ thông hơn nằm ở phía dưới này. Hàng tuyệt đẹp. Còn mặt sau của nó đây. Hai lỗ thông hơn luôn, một lỗ thông hơn nằm ở phía trên và một lỗ thông hơn nằm ở phía trước ở dưới nha. Còn G1000M25 đây, mắt in USA, trở kháng là 8 ohm. Con này là nó không ghi công suất của Watt nha. Đa số dòng loa của Mỹ là nó không có ghi. Đó, hàng xịn sò luôn, rất là đẹp này. Quá trời đẹp luôn. Anh em có thể nhìn góc cạnh của nó đây. Đẹp, cực kỳ đẹp nha. Cặp này em bán với giá là 7 triệu rưỡi. Model G1000. 7 triệu rưỡi nha. Và cuối cùng nữa là một model nha. Con này cũng là dòng loa cây JBL. Rất là đẹp luôn này. Thùng nó thùng loa cây. Đây, em sẽ bóc cái căng ra cho anh em xem nha. Đó, những cái hay cảm nó cũng còn cực kỳ đẹp nè, rất là mướt luôn. Dòng một dòng loa cây cột loa 2 bát 16 nha, và một loa chép kèn nằm ở phía dưới này. Đây, em sẽ bóc cái căng ra. Đó, cặp bát của nó đây này. Bát là bát 16, một loa chép kèn này. Đây, phía dưới này còn một loa bát nữa. Con này đánh phòng 20m² đổ lại, nghe rất ấm luôn này. Đó, anh em xem đấy, cặp này cực kỳ đẹp luôn. Cặp này thì em đang có khoảng còn 4 cặp như vậy nha. Đấy, em đã có khoảng 4 cặp này. Còn mặt sau của nó em xem, sẽ quay cho anh em xem mặt sau đây. Là nó có model HLS620, trở kháng là 8 ohm và mắt in USA luôn nha. Một lỗ thông hơn ở phía dưới, một cầu loa này. Đấy, thông hơi rất là đẹp. Tem nó còn nguyên vẹn luôn nha, hầu như chưa bị chảy xước luôn này. Thùng nó cực kỳ đẹp luôn này. Đó, HLS620, dòng là dòng chuyên nghe nhạc nha, không nên hát karaoke. Một loa siêu chấp kèn này nằm ở phía giữa. Đầy đủ cặp hết nha, em đang có khoảng 4 cặp như vậy. Bắt nó một thì em sẽ lựa theo cặp cũng như là lựa theo cái độ đẹp của nó, giống màu loa cũng như là giống màu loa bát và màu thùng của nó hết nha. Giá của nó là 7 triệu đồng một cặp. Nếu bắt nó mua thì liên hệ cho em 7 triệu nha. Đây, còn những model này là model LX800 và JBL MRV308. Đấy, những model này em cũng giới thiệu hoàn sáng rồi, cũng khui hồi nãy hết rồi nha. Đây này, cực kỳ nét, cực kỳ đẹp. Đây, cái cặp
JBL HLS 620 này nhìn nó khác nha. Nó khác người ta là chỗ là nó hai bát này, còn những cái cặp loa khác ăn vừa khui nó chỉ có một bát thôi. Con này hai bát cùng với là một loa chép kèn nằm ở giữa. Đây nhìn rất là xịn sò luôn nha. Đầy đủ cặp hết. Bác nào mua thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0966812781. À, cái số điện thoại này cũng là các bạn Zalo của em. Bác nào muốn giao dịch cũng như là tìm hiểu thêm về sản phẩm chi tiết thì các bạn Zalo cái số đấy. À, nhắn tin cũng như là gọi điện nha. Và trước khi mua hàng thì các bác xin mua đồng cọc trước cho em một ít ạ. Để làm phí ship. Rồi em xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các anh chị cũng như là các bác rất nhiều đã quan tâm theo dõi video của em ạ. Em xin kính chào tạm biệt.